Nhưng mà lập lờ trong tài chính thì anh đã cho ai đó. Nếu như rất chuyển động đã từng tham gia giải thương giải này và đã mang về cho trường rất nhiều giải. Để biểu cũng như các thầy cô có thể theo dõi. Đã trao đổi đội xếp bàn là đội từ anh Điệu văn sử hóa sinh công nghệ sao báo trước. Thú Hiền, vâng, cú đẩy bóng sai của Thú Hiền, tiếp tục là Thú Hiền. Đấu cao hơn, vẫn còn Thú Hiền chuyển thôi, chuyển sang Kim Minh. Và cả phối hợp con từ rất tốt của đội Sơn Vàng. Tuy nhiên chưa mang đại kết quả cho đội của mình. Ok, như vậy là đội Sơn Xanh đã có điểm số rồi, 1-0. Đối luyện trận cho Hoàng Anh. Vâng, được rồi, như vậy là ông trọng tài chính ông Phan Văn Anh đã bắt lỗi của Hoàng Anh. Chuyển phát bóng cho đội Sơn Vàng là một kênh phát bóng. Và bóng câu xin, tuy nhiên nhà thật tất rồi. Vừa chuyển phát bóng cho đội Sơn Xanh. Kim Bình tiếp tục chuyển cho Thu An. Rồi, pha bỏ đỏ rất hay của Thu An đã mang lại điểm số cho đội Sơn Vàng. Điểm số lúc này đang là 2-2. Tiếp tục là Nguyễn Toàn. Tuy nhiên thì cú đá bóng vừa rồi không thành công. Điểm số cho đội Sơn Vàng 3-2. Vâng, Vâng này chuyển cho Đối Liên. Vâng, Đối Liên. Vâng, Đối Liên là chủ công của đội Sơn Xanh. Cơ vừa tập huấn vào như thế nào này. Vâng, và phạt bóng rất căng của Đối Liên đã mang lại điểm số của mình rồi. 4-3. Như vậy tiếp tục là một pha phạt bóng rất căng của Đối Liên đã mang lại điểm số cho đội Sơn Xanh. 5-3. Vâng, theo chúng tôi được biết thì Đối Liên tập huấn ở Vietnam mấy năm gần đây và tôi đã tham gia rất nhiều giải làng xã ở khu vực đồng bằng xanh. Đúng là tuyệt vời. Vâng, và đây là rất đây trong trong những chân tiếp của giải quyết rồi. Vâng, đội tuyển đội bóng cho đội Sơn Xanh 6-3. Tiếp tục là pha phạt bóng của Đối Liên. Vâng, phát bóng rất căng nhưng tuy nhiên thì không có lưới của cặp phát bóng cho đội Sơn Vàng. 4-6. Rất khó chịu vào pha phát bóng của Thú Hiền. Cú phát bóng rất khó chịu đã mang lại điểm số cho đội Sơn Vàng. 5-6. Vâng, và để quý vị đại biểu cũng như toàn thể các thầy cô các em tiện theo dõi thì Thú Hiền cô đã tham gia rất nhiều giải bóng chuyền thôi ở thành phố Phủ Lý. Vâng, vâng, vâng. Như vậy là điểm số đang thuộc về đội Sơn Xanh 7-5. Cú đá chuyền dài từ Trung Kim Minh. Vâng, với tao bỏ bóng về phía cuối sân. 6-7. Vâng, và phạt bóng rất hay của Thu Hoàn, tuy nhiên chưa mang lại điểm số cho của mình. Rồi, như vậy ông trọng tài chính Lương Phan Thế Bình đã cho ông
cũng như trọng tài chính của Phan Đức Anh đã cho phát bóng lại. Vĩnh Kỳ phát bóng. Bóng không, vẫn còn. Tiếp tục là Kim Bình, chuyền tay đây. Và như vậy là ông Phan Đức Anh, ông trọng tài chính đã bắt lỗi của Hoàng Anh. Vâng. Điểm số 7-8. Rồi bóng ngoài sân rồi. Điểm số cho đội xếp bàn 8-0. Như vậy trận đấu rất căng giữa hai đội sẽ giành bàn xếp bàn. Bóng này truyền ra thì cho đội Liên rất cao. Đội Liên chờ kỹ lưỡng tiến điểm cho thì cô phải cao 2m5. Đúng vậy, rất cao của đội Liên. Kim Bình chuyền dài để cho Thanh Nhãn. Tuy nhiên cú cứu bóng của Thanh Nhãn chưa thành công. Tiếp tục là phát bóng của đội Liên. Kim Bình chuyền dài. Ngoài rồi. Điểm số bây giờ đang là 9-10. Nhưng mà đội sẽ xanh. Hoàng Anh chuyền dài, rồi Hoàng Anh đã đưa về bóng về phía sân. Tiếp tục là Hoàng Anh, còn không, vẫn còn. Rất hay. Vẫn còn, vâng, pha bóng rất hay của Hà Nội. Kim Bình chuyền dài, vâng. Vâng, vâng, vâng. Như vậy là điểm số đang là 10 đây. Rất căng thẳng giữa Hà Nội, sân xanh và sân vàng. Không được rồi. Như vậy là pha phối hợp giữa Hoàng Anh và đội Liên không thành công. Điểm số giờ đang là 11-7 nghiêng về đội sân vàng. Như vậy đội sân vàng đã vượt lên rồi. Wow, như vậy là một điểm số nữa dành cho đội sân vàng 12-10. Tiếp tục là Hồng Thịnh. Hồng Thịnh là chuyên gia phát bóng của đội sân vàng. Cô vừa rồi cũng đã được tham gia lớp tập huấn về phát bóng và thường tham gia những giải của đại đoàn mọi rồi. Rất hay rồi. Với những pha lần đầu tiên phát bóng cho đội xanh xanh 11-12. Tiếp tục là Đô Liên phát bóng rất khỏe. Và sự không hiểu đấy giữa Thanh Nhàn và Lý Hoàn. 12 đâu. Như vậy là An Thương phát bóng. Lý Hoàn. Không được rồi. 13-12 nhưng về đội sân vàng. Đôi lên phát bóng, đôi lên đưa bóng, vâng. Vẫn còn. Rất tốt. Bóng còn quá lớn rồi. Như vậy là đang điểm số bây giờ đang là 14-12. Vẫn tiếp tục là chủ công không chạy phát bóng. Như vậy theo nhận định của trọng tài chính ông Phan Đức Anh thì bóng vẫn ở trong sân. Ở trong sân. Giám đốc tổng tài làm việc đi. Quả như thế là phải chạy ra chứ gì. Và cái bóng của họ đã không thành công rồi. Điểm số bây giờ đang là 16-12 nghiêng về đội sân vàng. Rồi những pha ăn điểm liên tiếp của đội sân vàng. Tuy nhiên cú phát bóng của Hồng Thịnh đã không thành công rồi. Đổi cú phát bóng cho Đỗ Liên. 13-16. Rất khó, quả pha bắn bóng rất căng về phía khu sân. Cú phát bóng cao tay về phía khu sân của Đỗ Liên rất uy lực. Gọi
À, vì đây là giải bóng nghiệp dư, giải bóng làng xã mới tính chất làng xã thôi. Vâng, vì vậy là ông tổng tài chính ông Phan Tuấn Anh vẫn có thể chấp nhận được pha bóng của tôi. Mười bảy, mười bốn, đỗ luyện chuyền cho Hoàng Anh và ngoài này đã đưa bóng về với sân luôn. Và pha cứu bóng của Bích Thủy tuy nhiên không thành công. 18-14 nhưng về đội sẵn sàng rồi. Đây là Đỗ Liên thắp bóng phối hợp với không, như vậy là không phối hợp với Đỗ Liên và Hoàng Anh đã thắp bóng sang ngay. Rất cố gắng với pha đập bóng và phối hợp giữa Đỗ Liên và Hoàng Anh. Một pha bóng mà chúng tôi thấy có sự ăn ý giữa hai vận động viên. Pha bóng rất căng, tuy nhiên bóng ra ngoài mất rồi. Đổi quyền phát bóng 19-15. Vâng, trong một trận thi đấu thì mỗi đội chúng ta được hội ý một lần nhé. Vâng. Và chúng ta có được phép hội ý. Nếu các đội trưởng có muốn hội ý thì chúng ta xin phép trọng tài. Không được rồi. Như vậy là sự không hiểu ý giữa ba vận động viên của đội sân vàng. Đội quyền phát bóng cho đội sân xanh. Không được rồi. Như vậy và pha phát bóng bàn điểm trực tiếp của Thu Hoài đã mang lại điểm số cho đội sân xanh 18-20. Được rồi, không phải là bóng không qua lưới rồi. Rồi quyền phát bóng cho đội sân vàng 21-18. Bóng vừa rồi không thành công. Điểm số bây giờ đã là 22-18 rồi. Và chỉ còn 3 điểm số nữa là chúng ta đội sân vàng sẽ kết thúc trận đấu. Trận đấu này như vậy cũng được rồi. Nỗ lực cứu bóng của vận động viên đội xe xanh tuy nhiên không thành công. Vậy là như vậy là ông bầu của đội xe xanh đã đến rồi. Khả năng là ông sẽ cho đội hội ý. Ông Bùi Quang Việt là ông bầu của đội xe xanh. Và ông Quang Việt, ông là ông bầu của đội xe xanh. Ông có nói với tôi, ông nhắn tin nhắn là nếu như đội xe xanh mà thắng trận đấu này thì ông sẽ mời đội xe xanh tham gia một chuyến du lịch vòng quanh núi đội. Vâng, đây là tay vợt tay vẫn còn. Ngoài rất tôi, như vậy là khi ông bầu Quang Việt đến thì đội hình của xe xanh đã thay đổi vị trí đứng tuần thi đấu rồi. Vâng, như vậy là khi ông bầu Quang Việt đến thì đội xe xanh ăn điểm liên tiếp. 22-24. Vâng, thế là sau trận đấu này thì rất nhiều đội muốn mời ông Quang Việt về huấn luyện cho đội của mình. Đánh đi cô.
chúng ta. Dạ là đối liên. Tiếp tục là team mình phối hợp với Thúy Lan. Như vậy là không quan luyến. Vâng, như vậy tỷ số đã nguyên về đội sen xanh từ khi ông bầu Phong Việt. Ông bầu Phong Việt. Và ông Tờ tài chính ông Phan Tân Anh đã bắt đầu trận đấu kết thúc rồi. Như vậy là theo nhận định của ông Trọng Tấn, chúng ta chiến thì trận đấu đã được bắt đầu từ rồi. 1-0 rồi. Nó bắt đầu nguyên chú là khi có ngoài chúng ta mới có bóng. Vâng, ý để bóng ra rất tốt của chúng ta. Để quý vị đại biểu cũng như toàn thể các thầy cô em học sinh. Vâng, và trò chơi đánh bóng vào thầu thì cũng hấp dẫn không khác gì là trận đấu bóng trận này. Cứu bóng đi. Tỷ số bây giờ đang là 1-2 nhưng về đội sân bàn. Vâng, anh phát bóng rất sâu, bóng sâu sân, tuy nhiên ngoài vạch mất rồi. Vâng, đủ phần phát bóng, tôi đưa xem vào 3-1. Cú là chuyển dài, phối hợp với Kim Bình. Vâng, cú đập bóng về phía dưới sân của Kim Bình. Vẫn còn. Không được, không được. Như vậy là đội sân xanh đã giành lại quyền phát bóng. 2-3. Phát phát bóng ra ngoài của Thu Hoài đã đổi quyền phát bóng cho đội sân vàng. 4-2. À, như vậy là tôi thấy ông bầu của bên người văn sử là ông Đức Hòa, ông cũng tiếp tục đã đi vào sân rồi, xuống sân rồi. Và không thiếu sự kém cạnh thì ông Huy Hà cũng bầu của đội văn sử công nghệ cũng vừa thắng chức là nếu như đội sân vàng mà thắng trận đấu này thì ông cũng sẽ tạm một chuyến du lịch vòng quanh khu công nghiệp Đồng Văn. Tỷ số bây giờ đang là 6-2 nhưng về đội sân vàng tiếp tục là Hồng Trinh phát bóng. Rất hay, đánh bóng sau lưng rất hay của Đô Liên đã mang lại quyền phát bóng cho đội của mình. Là Bích Thủy phát bóng. Không được rồi. Thì ba cái bóng rất nỗ lực của Thứ Hàn, tuy nhiên không thành công. Và phát bóng rất hay của Bích Thủy đã mang lại điểm số cho đội sân xanh. 5-6. Kim Bình chuyền dài. Vâng, Kim Bình đã đưa bóng xa sân luôn. Không được rồi. Rồi, sự không hiểu ý giữa Thanh Nhàn và Kim Bình. Tỷ số bây giờ đang là 6-6. Yeah.
Nhân viên tỷ số bây giờ đang là 12-7, tiếp theo là sẽ xanh. Bình chuyển ra đây, thứ hai, vâng bóng ra ngoài rồi, để tôi phát bóng cho đội sân vàng, số 13, vâng cú bật dẩu rất cao của huấn luyện đang mang lại điểm số đích cho đội của mình, vâng. Đội lần này là một vận động viên rất tiêu biểu, cô cao 1m75, nặng 62kg. Còn cô vừa tham gia các lớp. Mình đánh ngay lưới và dựng ở trong sân rồi. 15 chiếc. Ai đang tranh nhập. Nguyên về đội. Thúy An, vâng. Một bài cú đánh bóng rất đơn giản thì lại mang lại điểm số cho đội sân vàng 1-15. Lúc này tôi đã thấy nụ cười đã lở trên môi của ông bầu quay vật rồi. Vâng, phần thắng đến 70% thuộc về đội sân xanh rồi. Tiếp tục là bức thủ phát bóng Thanh An Trường Vai. Và sự không hiểu ý giữa Thanh Nhàn cũng như là vận động viên của đội sân vàng. Vâng, tiếp tục là bức thủ. Để quyền người quý đại biểu chúng ta tiện theo dõi thì bức thủ nói về Bích Thủy là một chủ công của đội bóng Phúc Thành. Vâng. Cô thường tham gia các đội thi đấu các ở phường Châu Giang. Vâng. Chân của hoạt động Phúc Thành công đây. Tỷ số là đang 11-18. Lại là cú bật dẩu rất cao của đội Liên. Cô tiếp tục mang lại điểm số cho đội của mình là đội xe xanh 19-11. Vâng, như vậy là
Như vậy là một chuyến du lịch vòng quanh lối đoạn của đội sẽ giành rất thành công rồi. Vâng, ông bà Quang Việt sẽ cho một chuyến du lịch đội sẽ giành lên núi đoạn hai trẻ. Hai mét mười hai rồi, đội bạn tôi thấy là lại là một cú đá bóng của Đỗ Liên, tiếp tục là Đỗ Liên, không được rồi. Một cú đá bóng của đội sân vàng 12-21. Hai đội đều có số 1 số 2 nhưng mà ngược nhau. Tiếp tục là điểm số của đội sân vàng 13-21. Điểm số cho đội của mình là đội xe xanh 22-13. Vâng, đây lên là rất cao, cú cột này rất cao của đội luôn. Rất nỗ lực phải thi đấu. Đội tuyển Trần Đại. Đội tuyển Trần Đại Dương. Các thầy đứng là người đội bóng của Đại Dương. Và xin cảm ơn điểm số nữa tôi là đội sân xanh sẽ giành chiến thắng trong set 2. Cú bỏ nhỏ rất hay của Thú Hoàng làm cho vận động viên của Sơn Danh phải lúng túng với pha bóng vừa rồi. 14-24. Và bóng bắt đầu quên là bảo như vậy thì ứng sao đâu.